Chào các bạn, hôm nay thì mình xin hướng dẫn các bạn bài tiếp theo trong chuỗi bài 240 từ dễ nhất trong tiếng Anh. Và mình xin nhắc lại, đối với bạn nào mới làm quen với tiếng Anh, bạn nào chưa có rành tiếng Anh á, thì các bạn chỉ cần học những cái từ vựng này thôi, các bạn không có cần coi quá nhiều ở cái phần ví dụ tuy nhiên đối với bạn nào đã biết tiếng anh sơ sơ rồi thì các bạn hãy xem thêm ví dụ tại vì trong những cái ví dụ này mình đã cố tình thiết kế những cái câu mà nó có cái cấu trúc hay những cấu trúc thông dụng mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày những cái mà các bạn có thể học được từ những câu ví dụ mà mình thiết kế thứ nhất là từ vựng thứ hai là cấu trúc và thứ ba là các bạn có thể học thuộc tại vì nó là những câu được trích ra những cái câu đàm thoại trong đời sống hàng ngày. Rồi bây giờ chúng ta vào bài nha. Nhìn thấy một cái gì đó. Tiếng Anh chúng ta sẽ nói là See. Sờ y si luôn á. See. Hơi kéo dài một chút. See. Ví dụ các bạn nói Tôi thấy không có cái gì khác nhau cả. I see no difference. Tôi thấy không. Difference là khác biệt. Tôi thấy không khác biệt. Có nghĩa là tôi thấy có cái gì khác nhau đâu. Chữ difference có nghĩa là khác biệt. Difference các bạn đừng có nói là difference nha difference mới đúng chỉ có hai âm thay difference tiếp theo nói chuyện là say 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 giống như là sờ ac luôn nha say ví dụ các bạn nói với bạn của bạn là nói cái gì đi chứ sao im lặng hoài vậy nói gì đi thì câu nói gì đi chứ là say something say là nói something là một vài thứ gì đó say something say something rồi từ tiếp theo là trái đất. Trong tiếng Anh, các bạn sẽ nói Earth. Các bạn nói Ơ, ừ, còng lưỡi lên, rồi TH. Earth. Cái đó là tốc độ chậm nha. Đọc bình thường là Earth. Earth. Earth bạn nào chưa đọc được cái âm tây hát thì các bạn xem lại bài 42 quy tắc ráp vần nha. Ví dụ các bạn nói, chúng ta cần nên bảo vệ trái đất. We need to protect the earth. We need là chúng ta cần. Cần cái gì? To protect the earth. Bảo vệ là bra protect đọc nhanh là protect protect the earth we need to protect the earth trước cái chữ earth các bạn không có đọc là the earth mà các bạn nên đọc là the earth we need to protect the earth đó, đối với bạn nào mới học tiếng Anh thì các bạn chỉ cần học cái chữ earth là trái đất thôi. Còn đối với bạn nào đã biết tiếng Anh rồi, đã làm quen, đã biết sơ sơ tiếng Anh rồi thì các bạn hãy học câu ví dụ. Và các bạn có thể học thêm một cái từ mới nữa đó là protect. Có nghĩa là bảo vệ. Tiếp theo, cây xanh là tree. tree kéo dài ra một chút nha. Tree. Ví dụ các bạn nói, tiền có mọc ở trên cây đâu, tiền chứ có phải là giấy đâu. Thì cái câu, tiền có mọc ở trên cây đâu, tiền không có mọc ở trên cây là money doesn't grow on trees. Money doesn't grow on trees. Money doesn't crow on trees. Chúng ta có cái chữ crow là mọc. Crow money doesn't crow on trees. Money doesn't crow on trees. Tiếp theo Đồ ăn trong tiếng Anh là food. Food. Các bạn đừng có nói là food mà là food. Food. Ví dụ các bạn nói Tôi dự trữ đồ ăn đông lạnh hết rồi. I stocked up on frozen food. I stocked up. Là tôi dự trữ. Dự trữ về cái gì? Đồ ăn. Là foods. Đồ ăn đông lạnh là frozen foods. Frozen foods. I stocked up on frozen foods. Tiếp theo con mắt là i i các bạn kéo dài chữ i ra nha i ví dụ các bạn nói coi chừng đó nha, cẩn thận đó nha. Keep your eyes open. Keep là giữ, your eyes là con mắt của bạn, open giữ cái con mắt của bạn mở ra, tức là cẩn thận đó nha, đừng có chớp mắt nha, nhìn cho kỹ đó. thì các bạn dịch ra là cẩn thận đó nha, hoặc là coi chừng đó nha. Keep your eyes open, keep your eyes open. Tiếp theo, yeah, là oh. Old Old ví dụ các bạn nói tôi đang tiết kiệm tiền cho tuổi già của tôi. I'm saving money for my old age. I'm saving money. Save là để dành là tiết kiệm. tôi đang để dành. I'm saving money. Để là for. Để cái gì? Để cho tuổi già của tôi. For my old age. Tuổi là age. Old age. Các bạn đọc nhanh là old age. I'm saving money for my old age. I'm saving money for my old age. tiếp theo trẻ là dằng 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 nha đừng có nói là giòn dằng ví dụ các bạn nói cậu ta còn trẻ quá so với công việc đó thì các bạn nói là He's too young for the job. He's too young là quá trẻ đi. He's young là anh ta trẻ, cậu ta trẻ. Còn he's too young. Các bạn thêm too có nghĩa là quá, quá mức á. Quá trẻ là too young for the job. Cho cái công việc đó. He's too young for the job. Tiếp theo, để lại, bỏ lại. Leave. Leave. Nhớ phì ở đằng sau nha. Leave. Ví dụ các bạn nói, để đó cho tôi. Leave it to me. Leave là để đó, để lại để lại cái gì? Để lại nó, để lại cái điều đó. Leave it cho ai? Cho tôi. To me. Leave it to me. Leave là để lại. Để lại cái gì? Để lại it là nó, là cái đó, là điều đó. Cho ai? Cho tôi. To me. Leave it to me để cho tôi đi Leave it to me tiếp theo ở lại giữ lại Stay 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 ví dụ các bạn chào tạm biệt bạn của bạn bạn mới nói là giữ liên lạc nha nhớ giữ liên lạc đó thì các bạn sẽ nói Stay in touch stay in touch. Touch có nghĩa là đụng là chạm. Stay in touch là vẫn còn giữ liên lạc với nhau, vẫn còn đụng với nhau, tức là vẫn còn giữ liên lạc với nhau đó. Nhớ là giữ liên lạc với nhau nha. Stay in touch. Stay in touch. Stay in touch. Tiếp theo, bài hát là song. Song. Giống như là cái son cái chảo á. Nhưng mà song. Kéo dài ra một chút nha. Song. Ví dụ các bạn nói, tôi ớn cái bài hát này dữ lắm rồi, nghe quá trời rồi, chán rồi, tôi ớn nó dữ lắm luôn. Thì câu, Tôi ớn bài hát này dữ lắm rồi. I'm so sick of this song. I'm so sick of this song. Sick có nghĩa là bệnh. Tôi nghe mà tôi bị bệnh luôn á, có nghĩa là tôi ớn nó dữ lắm rồi. I'm so sick of this song. Đọc nhanh là I'm so sick of this song. I'm so sick of this song. Tiếp theo, nông trại là farm. Người Anh đọc là farm. Người Mỹ đọc là farm. Ví dụ các bạn nói, nông trại này trồng chủ yếu là rau thôi. This farm grows mainly vegetables. This farm là cái nông trại này trồng giống như cái chữ hồi nãy là crow. Bây giờ ở đằng trước đó là số ít cho nên các bạn thêm s vào crows. This farm grows mainly là chủ yếu. Mainly. Mainly. Vegetables. Đừng có nói là veg table nha. Các bạn hãy đọc là vegetables. Vegetables. This farm grows mainly vegetables. This farm grows mainly vegetables. Các bạn cố gắng đọc đi đọc lại cho nó nhuần nhuyễn để các bạn có thể tập phát âm luôn nha. Nói cho nó chuẩn, nói cho nó dẻo miệng. Tiếp theo, đá, tảng đá là rock. 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 Rock, rock xong rồi ca nha. Rock. Rock ví dụ các bạn nói cái niệm gì đâu cứng như đá vậy This mattress is as hard as rock đọc nhanh theo kiểu chậm là This mattress is as hard as rock hơi khó nha This mattress is as hard as rock This mattress is as hard as rock. This mattress is as hard as rock. This mattress là cái nệm này. Is as hard là cứng. Hard as rock. Cứng như đá. As hard as rock. Đọc nói lại là as hard as rock. This mattress is as hard as rock. Mình biết rất là khó để nói âm, nhưng mà khi các bạn học tiếng Anh thì các bạn cố gắng nói âm thì nghe nó sẽ giống người bản xứ hơn. Và cái khả năng nói của các bạn sẽ giỏi hơn nữa. Tiếp theo, cái cửa cửa ra vào là door 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 nếu các bạn muốn đọc theo giọng người mỹ thì các bạn hãy cong lưỡi lên door door ví dụ các bạn nói giữ cái cửa giùm tôi đi hold the door please hold the door please cầm nắm giữ là hold cầm nắm giữ cái gì cái cửa the door hold the door please tiếp theo bạn bè là friend friend Friend, friend. Ví dụ các bạn nói, tụi mình làm bạn với nhau được không? Can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? Cái chữ ở trên là chỉ có một người đây. Cái chữ ở dưới, friends có hai bạn trở lên. We là chúng ta là có hai người trở lên. Cho nên cái chữ friends phải thêm S để thể hiện số nhiều. Can we be friends? Can we be friends? Tiếp theo, con đường là road. Road road. Nhớ sau đó nó có cái chữ đ rất là nhẹ nha. Road. Ví dụ các bạn nói, tôi đi lên đường đây. I gonna hit the road now. I gonna là tôi sẽ, tôi sắp sửa làm cái gì đó. I gonna lên đường, hit the road I'm gonna hit the road Đây là cụm từ được sử dụng rất là thường xuyên bởi người bản xứ cho nên các bạn cũng cố gắng học thuộc nha. Hit the road là lên đường để đi đâu đó. I gonna hit the road now. I gonna hit the road now. I'm gonna hit the road now. Tiếp theo, cái hộp là box. Box. Nhớ là box. Nhưng mà các bạn nói làm sao cho nó gọn nha. Box. K xong rồi C. Box. Box. Ví dụ các bạn hỏi Tên của cô ta là gì? Người ta mới nói, tên của cô ta ở trên cái hộp đó. Her name is on the box. Her name's on the box. Her name on the box. Her name's on the box. What's her name? Her name's on the box. Tiếp theo. Đứng. Cái hành động đứng là stand. stand stand stand, stand. Ví dụ các bạn đang làm một cái gì đó mà bạn của bạn chỉ đứng nhìn thôi chứ không có phụ. Bạn mới nói, đừng có chỉ ở đó mà đứng nhìn. Ý là phụ cái coi, làm cái gì mà ở đó đứng nhìn hoài vậy. Đó, thì câu, đừng có chỉ ở đó mà đứng nhìn là Do not just stand there. Do not just stand there stand there do not just stand there do not just stand there do not just stand there, there. tiếp theo lớp học là class class người anh sẽ nói là class người mỹ sẽ nói là class ví dụ các bạn nói tôi muốn đăng ký cái lớp học này tôi muốn là gì i want muốn cái gì sign up có nghĩa là đăng ký sign up sign Sign up for this class. I want to sign up for this class. I want to sign up for this class. I want to sign up for this class. Tiếp theo, Am La Warm Warm. warm nhưng mà công lưỡi lên chút warm ví dụ các bạn nói bạn nên giữ ấm vào mùa đông you should keep warm in winter you should keep warm giữ ấm là keep warm keep warm in winter Người Mỹ khi mà người ta nói cái chữ winter, có người người ta sẽ nói là winner, winner. Nhưng mà ở đây thì mình thống nhất đọc cho nó rõ ràng là winter. You should keep warm in winter. Rồi, bài học của ngày hôm nay đến đây là kết thúc và mình xin hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo nha.